Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai đã tổ chức họp mặt kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống ngành lưu trữ Việt Nam 3 tháng 1 1946 3 tháng 1 2024. 78 năm qua, ngành lưu trữ của tỉnh Đồng Nai đã có nhiều chuyển biến tích cực, ngày càng đi vào nề nếp quy củ và đạt được nhiều kết quả nhất định, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, ổn định trật tự, giữ vững an ninh quốc phòng của tỉnh. Riêng chi cục văn thư lưu trữ tỉnh từ khi thành lập năm 2020, chi cục tích cực phối hợp các ngành, đơn vị thực hiện công tác thu thập, bảo quản tài liệu có giá trị, bảo quản vĩnh viễn và lưu trữ lịch sử tỉnh. Tính đến nay, kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh đang bảo quản hơn 4.600 mét tài liệu, gồm 1.900 mét tài liệu của 87 phong lưu trữ của các đơn vị địa phương. Hiện chi cục văn thư lưu trữ tỉnh đã thực hiện số hóa được 24 trên 24 phong với khoảng trên 1.600 mét tài liệu, tương đương với 57.600 hồ sơ tài liệu. Dịp này, 58 cá nhân làm công tác văn thư lưu trữ của tỉnh đã được Bộ Nội vụ tặng kỷ niệm chương.